Anh ơi, xe tao chạy đi ạ. Em lâu lắm mới gặp em. Em ngồi đi. Xe đủ người em cho chạy luôn. Dạ. Em chờ tí nhá. Vâng ạ. Anh chạy trường đến này ngày được mấy lượt ạ? Có thật với em, anh yếu lắm. Hai ngày mới được có phát. Điều nhìn này mà yếu. Anh nói thật, em nhìn anh như này, cả ngày vò võ với cái xe mà vợ con thì chưa có, chó mèo thì chưa nuôi, ai thấy mà thương tình ấy. Hai ba ngày may ra mới được nhát. Thế mà em tưởng là anh này con cháu để huề rồi ấy. Làm em cứ rén. Cho anh bánh mì. Dâu dài. Trứng nhá. Nói thật với em, anh tìa em lâu lắm rồi đấy. Mà sao lâu lắm rồi mới thấy em về quê nhỉ? Thì anh bảo hoàn cảnh của em ấy, gái quá mẹ già, lắm lúc em cũng nhớ muốn về quê ấy. Nhưng mà xăng dầu dạo này lên anh nhỉ? Xăng dầu ở đâu lên anh không biết, chứ với anh ấy, lúc nào nó cũng thế. Với cả là em mới hay bị say xe ấy. Yên tâm, anh ấy có thuốc chống say. Thật không? Thật. Cho anh cái Zalo của em. Avatar xinh đấy. Tối nay em rảnh thì mình ra bờ đê làm tí nhỉ? Làm tí gì? Làm tí ghẹ. Này, mình ngồi bờ đê nhá, mà làm con ghẹ còn gì nữa, nhất luôn cái gì. Để em xem thế nào đã, tại vì lâu rồi em mới về quê mà. Lên lượn rồi à? Ở chợ hết việc rồi, bây giờ ra cả bến xe dù này nhặt nhạnh à? Vàng bọt giả xong rồi nhá. Đừng có nói là đi theo con này đấy. Thằng này thèm. Không thèm thì đi đâu? Ừ. Quê tao làm gì? Đi tìm thằng Điền. Thằng số nhỏ, gặp người nào cũng trả ra cái đích. Này, thấy bảo nó ra nó gây chuyện nữa à? Tiền sư cái thằng mất dạy. Nó lên đây lợi dụng thằng anh nó ốm, nó trộm hết tiền trong ví xong rồi nó chuồn. Ôi thằng mất chất. Đợt này về gặp tộc tán cho một trận sáng mắt rồi. Giờ nó còn buồn nữa, xe chạy bây giờ rồi. Cô cho em xin tiền vé đi. Bao nhiêu? Anh ơi, thì tiền của em bao nhiêu ạ? Đằng nào tối mình sẽ gặp nhau, tiền nong không tính sao. Ôi ai thế em ngại chết ấy. Lần này thôi nhá. Lên luôn đi, lên luôn đi. Ai thế em ngại lắm, nốt này thôi nhá. Buồn nốt. Chỗ này ấm nhỉ? Nhưng cả máu buồn, sao nó nhột. Buồn gì? Buồn gặp anh, vui hết. Tính. Loại lườn thối thay này. Đậu bốc mùi. Đấy em biết ngay mà. Em mới say xe rồi. Anh ơi em chóng mặt quá, anh cho em rượu nhỏ tí được không? Được. Thôi đi, em dựa vào đây đi, em ngủ luôn đi cũng được. Người thế mà nhẹ nhàng, khéo ra phết đấy. Cứ nằm nghỉ đi, hay là anh massage cho nhá. Thôi, chỗ này đông người, anh làm thế, cười cho. Thôi, mà buồn mà lại cứ... khéo thấy... phết nhỉ. Có thấy dễ chịu không? Anh cứ lần lần rồi để em không chịu được. Thank you.
Đây, nước đây. Có làm sao không? Lấy hỏi túi đồ. Thế thì xuống đây luôn à? Xuống nó đi ra à? Túi nhá. Đi thôi. Anh Lưu. Anh Lưu. Gì đấy? Gặp cha Điền. Nhớ đòi tôi chỉ bảng nhá. Không đòi hộ, không giúp. Dại à, thằng này tự nhiên tốn tiền xe xuống đây đòi nợ hộ cô. Nợ ai nấy đòi. Đấy. Sao? Không chuyển lời cho tôi cũng được. Bảo nó ấy, là tôi cùng quê đấy. Không cẩn thận thì tôi sang tận nhà tôi đòi cho con mà cũng bỉ mặt với bà con đối xóm. Tối nay ra ngoài đê nhé. Gớp.